First we have Dang Kim Hee. Rồi khi nào mà điện thoại con nó báo tin nhắn là biết là nó đã chuyển tới rồi đó. My name is Jenny. Thì biết là chuyển rồi nhưng mà có tiền nó phải chạy lên kia rồi kia nó mới chạy luôn qua cái tài khoản. Nghĩa là để coi như thế nào nữa. Hello. My best and use my spirit to help all you, although I'm not a student, a talented student, but I think I can. Trời, khi nào mà điện thoại con báo tin nhắn đó, là lúc đó nó mới chuyển vô tài khoản của con. Nghĩa là trong ngày hôm nay nè hả? Sao? Hello. Dạ. Hello.